Mỹ chào mọi người nha. Hôm nay Mỹ sẽ cột những cái dưa lưới nha. Mỹ cột xong rồi mọi người ơi. Nó có bông rồi mọi người. Thấy nó có bông. Nếu mà nó có bông rồi có trái là khoảng 2 tháng là mình hái được rồi mọi người. Thôi vậy nhé, Mỹ sẽ kết thúc video tại đây ạ.